mình đã đạt được cái danh hiệu MBRT rồi ấy, cho nên là mình cảm thấy là rất chi là có năng lực, thực sự là tràn đầy năng lực để mình có thể là tiếp cận với khách hàng nhiều hơn, đi gặp gỡ nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn về cái ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ, cũng như là cái tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ đến với mỗi cá nhân cũng với như là mỗi gia đình khách hàng. Bởi vậy là thông qua đây thì mình cũng muốn là nhắn nhủ với cả các bạn đồng nghiệp của mình rằng là hãy cứ đi, hãy cứ chia sẻ, hãy coi khách hàng ấy như chính những người thân của mình, để mình chia sẻ với họ làm sao những cái giải pháp cho họ là gắn bó với cả cuộc sống của họ, cũng như là phù hợp với chính cái nhu cầu của khách hàng, chứ không phải là mình đang bán một cái gì đó cả, mà mình hãy mang cái chính cái tâm của mình. Cái tâm của mình là đi chia sẻ về ý nghĩa bảo hiểm nhân thọ đối với mọi gia đình khách hàng, như chia sẻ với chính gia đình người thân của mình ạ.